mong buồn phê cơ, mong buồn nữa. Cỡ này ếch nhiều chưa? Ếch hả? Mà cỡ này chắc ếch nhỏ nhọt. Bên đó là tới sân đua bò bển á, ở trên cuối đường á. Có một con đường ở phía bên đây cũng đẹp lắm nè. Ba nè. Bên đứa nó bắt cua. Nè. Bắt cua mà nó bơi nước sình không à nè. Được con nào chưa đem lên đây coi. Vô mâm á. Đây là pin á. Ngọt bàn trời con. Đây bắt cua. Mấy em này đang bắt cua. Để có mấy con này. Con nhỏ nhỏ rồi. Tính chạy lên coi người ta vợt bò mà bây giờ nó mấy đứa nhỏ này nói người ta nghỉ rồi. Không cần bị ôm ta. Chân nữa. Sai miên hả? À thế hả? Thứ bảy hả? Hồi sáng mình kẹt đi phát cơm thì thử ra không có đi quay cái cảnh đua bò tụi nó vợt bò. Vợt bò để chuẩn bị đua sắp tới nè, hình như là 2 tuần nữa, tuần 2 tuần gì đó, tuần sau có ở đây thì có đua xe mô tô địa hình. Thấy dáng cái bảng đó, ở trong kia ông mưa, cái này là mưa là kẹt luôn á, là không có chỗ đụt luôn. Rồi nhớ mua với. Lúa tao mới trồng lại nè, xanh mát mắt luôn. Trong kia mưa rồi, chắc quay trở lại. Này cuối đường này là cái sân đua bò, thấy treo cờ tùm lum là không biết ở chỗ này còn cái sân chỗ này là để cho mấy biểu diễn máy bay địa hình đó, máy bay mô hình. Cái này
ra đi đặt ếch nè. Này mấy anh em đi đặt ếch á, cái này là cái lọc ếch. Này là sân đua bò nè, chỗ bò nó đua. Ếch vô thuốc trong kia. Người sao? Mong buồn phê cơ. Mong buồn nữa. Cái này ếch nhiều chưa? Ếch hả? Mà cỡ này chắc ếch nhỏ nhỏ không à? Đâu ếch lớn hả? Ếch lớn ngầm khi có, ngầm khi không có. Tại người ta xịt nhiều quá. Ừ, cỡ này cái gì cũng xiệt hết á. Mình lớn mắc mẹ. Mình đặt mẹ nó lấy hết đâu. Nó xiệt nó hết trơn á. Ừ. Mình đặt nó tự nhiên vô. Ngày được cỡ bao nhiêu ký? 3-4 ký hả? Nào không có 2 ký. Ít nhỏ nhỏ vậy 1 ký được nhiêu nè? 6-70. 6-70 cũng được. Và bữa 100 mấy. Ừ. 3. Ừ. Mấy anh em ta đi đặt ếch nè, để mồi cá nè. Đó, mồi ba cái gì cá mà ở chợ người ta làm cá nè. Để cho nó thúi lên không hay là... Cho nó thơm thơm đi nè. Thơm thơm. Nó không vô đâu. Cho nó tanh tanh hả? Đồ mẹ, mùi tanh mà nó thơm thơm. À, chát với tha cốp bình. Anh khơi cái đạ sôi vì đấy nó mà. Sôi vào chỗ rồi. Đặt mấy cái lợp đứa đặt mấy cái? 40 cái hả? 40 cái mà ít nhất là được 20 ký. Ớ, được 2 ký. Nhiều. Nhiều nhất là được mấy ký? Bây giờ bắt riết rồi xiệt rồi tùm lum la. Nó thấy tuổi đi xiệt có ít nhỏ 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 không. Cái phòng này bác sĩ CK1 Manpola. Nó lấy nguyên cái lề đường đó luôn hả? Đó, để luôn cái bảng không đậu xe ô tô. Nghe bà con nói đậu ở đó là bà đuổi á. Hả? Ngay cả xe gắn máy mà còn đuổi nữa chứ đừng nói xe du lịch. À. Bà này có ý gì ta? Xuống lấy rau. Đi 2 kiếm mới hết. Cho ông Vũ. Chút nữa chú trả lời lấy nha. Hôm nay quá trời.
trời chuyển mưa đó nè, may không. Bây giờ là rau có gần như là mỗi ngày luôn. Bữa nào không phát cơm, không có cơm phát thì phát rau. Giờ đi chở chuyến nữa. Ít nhất cũng phải chuyến rau nữa. Chuyến gì chở là khoảng 60 kg. Bi đào nằm bịch. Chuối này kêu chuối gì vậy? Hả? Chuối ngự. Chuối ngự bịch. Cái gì nữa? Khoai bịch, khoai lang. Khoai lang này chắc không phải khoai ở đây quá. Khoai này khoai Đà Lạt hay gì á? Hả? Rồi dền. Củ dền cũng ngon lắm sao hả ấy ta. Cà rốt. Cà tím. Dưa leo. Bắp. Đậu lòng. Củ cải trắng. Đủ thứ món hết. Có xả luôn. Đây cái món mướp này là bà con khoái. Hôm nay là khoảng 200 kg là giá chót. Còn 2 bịch nữa mà thôi mình biến chở xuống lấy. 2 bịch đủ.